Thưa quý vị và các bạn, trong 2 tháng đầu năm 2024, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng ở cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 142 vụ tai nạn giao thông, làm 44 người chết, làm bị thương 138 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 54 vụ, tăng 31 người chết và tăng 36 người bị thương. Riêng tháng 2 năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 74 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và làm 88 người bị thương. Trong đó, huyện Kim Động xảy ra nhiều nhất với 16 vụ, huyện Ân Thi xảy ra 8 vụ, tiếp đó là các huyện Yên Mỹ, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào, mỗi địa phương xảy ra 7 vụ. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện không quan sát, lấn làn, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Để kiềm chế tai nạn giao thông, lực lượng chức năng tỉnh và các địa phương cần tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi tiềm ẩn tai nạn giao thông. Các tuyến đường giao thông nông thôn xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia quá nồng độ quy định, chạy quá tốc độ quy định,